đo khối lượng. Để biết được vật nặng hay nhẹ, chúng ta xách nó lên. Quyển sách ư? Quá dễ, dùng một tay là xong. Giờ thì cho bạn một bao gạo. Không dễ nữa rồi đúng không? Nói tới nặng nhẹ là nói tới khối lượng. Khối lượng của một vật cho biết lượng chất chứa trong vật. Một bao gạo có khối lượng 50kg sẽ có lượng chất nhiều gấp 50 lần so với một bao gạo có khối lượng 1kg. Đơn vị đo lường chính thức hiện nay của khối lượng là kg. Đó là khối lượng của một khối hợp kim platinum EDD hình trụ tròn, đường kính 39mm, cao 39mm, đặt ở Viện Đo lường Quốc tế ở Pháp. Để đo khối lượng, dĩ nhiên chúng ta phải dùng cân, một đồ vật đã tồn tại từ năm 2400 đến năm 1800 trước công nguyên và xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Lúc bấy giờ, người Ai Cập dùng cân để kiểm tra khối lượng vàng mà họ đã khai thác và sử dụng. Chiếc cân gồm có một đòn cân và hai đĩa cân. Đặt hai khối lượng vàng lên hai đĩa cân. Nếu hai khối vàng nặng như nhau thì đòn cân mới nằm ngang. Khối lượng nào nặng hơn sẽ làm đòn cân bị nghiêng về phía khối đó. Mặc dù kết quả đo thường không chính xác, nhưng người Ai Cập lại tin dùng chiếc cân đến nỗi họ đã đưa ra một câu chuyện thần thoại hoang đường. Đó là bằng việc cân quả tim của người chết với chiếc lông chim chân lý, các vị thần sẽ quyết định người chết được lên thiên đàng hay bị con quái vật Amit hưng sư tử, hà mã và cá sấu nuốt chửng. Những chiếc cân sau này cũng không khác mấy so với chiếc cân của người Ai Cập. Hãy nhìn kỹ nhé. Đĩa cân nằm bên dưới đòn cân. Nếu bạn muốn cân một vật to đùng thì sẽ vất vả đấy, vì sẽ bị vướng phải sợi dây. Mặt khác, bạn phải đặt vật vào giữa cân thì kết quả mới chính xác được. Mãi đến năm 1669 sau công nguyên, những điểm yếu ấy mới được khắc phục nhờ chiếc cân Robert Van do nhà toán học người Pháp Robert Van sáng chế. Cân này gồm có đòn cân, đĩa cân, kim cân, ốc điều chỉnh, con mã và hộp quả cân. Bây giờ chúng ta hãy vào phòng thí nghiệm và lấy chiếc cân Robert Van ra đo khối lượng của một cái hộp đồ chơi. Đầu tiên, ta điều chỉnh để đòn cân nằm thăng bằng. Khi đó, kim cân chỉ đúng vạch ở giữa bảng chia độ. Tiếp đó, ta đặt vật cần đo khối lượng lên một đĩa cân. Không cần đặt ở giữa đĩa cân đâu nhé. Rồi ta chọn một số quả cân đặt lên đĩa cân bên kia. Ở đây, ta sẽ chọn quả cân từ lớn nhất đến quả nhỏ nhất. Nếu quả cân quá nặng, ta thay nó bằng các quả cân nhẹ hơn.